Người đàn ông này tên là Tae-su, hiện đang làm việc tại một công ty về truyền thông, làm việc như trâu như bò nhưng thu nhập thì có như không. Mặc dù ngày nào chủ nhà cũng mặt nặng mày nhẹ với anh, ngay cả nhân viên giao nước cũng đến đòi nợ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến mọi người trong công ty cố gắng theo đuổi ước mơ. Bọn họ cố gắng tung ra sản phẩm bán chạy để một bước lên mây, bước lên đỉnh cao của đời người. Nhưng không biết từ khi nào thành phố bỗng dưng có sự thay đổi. Sáng hôm nọ, Tae-su vội vàng chạy đến chỗ làm, bỗng dưng mẹ lại gọi điện tới. Anh vừa trả lời vừa rảo chân bước, trong lúc không để ý, vô tình va phải một ông chú, điện thoại bay cao và xa. Anh bắt đầu trở nên phát điên, đã đang bị nợ lương, giờ điện thoại còn hỏng, đúng là thêm sương mờ trong làn tuyết. Tae-su túm lấy ông chú đòi bồi thường, lại nhìn thấy vết máu trên mặt chú, giống như vừa mới ăn tươi nuốt sống thứ gì đó. Chưa kịp nghi ngờ gì thì cuộc cãi vã bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh, là một nhóm côn đồ đang bắt nạt thiên thần trong lòng anh. Đến khi anh tỉnh táo lại thì đã không thấy ông chú đó nữa. Anh nhanh chóng xông về phía trước bảo vệ nàng, không ngờ nhóm người này không thích khuyên nhủ, bọn họ muốn ra tay. Tae-su chỉ đành thể hiện khả năng thực sự, bọn chúng bị anh lật ngã sau vài chiêu cũng là cơ hội để anh thể hiện với nàng. Được nàng khen khiến anh cảm thấy cuộc đời thật xứng đáng, không thèm để ý tới ông chú kỳ lạ đó nữa. Đang tính thừa thắng xông lên mời nàng đi xem phim, không ngờ lại gặp chướng ngại vật, chủ nhà đòi tiền thuê mà sếp đã nợ 3 tháng. Anh bất lực nói một vài lời, nói chi là tiền thuê, sếp còn nợ anh 3 tháng lương đây. Đến trước cửa công ty, cánh cửa báo sai mật mã. Trong lúc anh thắc mắc, một người đàn ông đeo mặt nạ zombie xông tới, anh tung một cước, hắn liền ngã xuống. Kế đó là người sếp vui vẻ cầm điện thoại quay lại. Anh chán chường, có vẻ sếp lại bày ra tiết mục ngu ngốc nào đó. Lúc này, thiên thần trong lòng anh bước vào, sếp bước tới giơ tay bám vào vai nàng, chuẩn bị cùng nhau đi chỉnh sửa video. Nàng không phản ứng gì, nhưng không ngờ trong giờ làm mà sếp vẫn không chịu tém lại, trực tiếp sờ vào tay của nàng. Tae-su quyết tâm không để nàng bị vấy bẩn, nhưng anh biết thừa nàng không dám làm to chuyện, chỉ đành lén gọi nàng ra, dạy cho nàng cách ứng phó với sếp. Hành động này khiến anh và nàng trở nên thân thiết hơn. Khi bọn họ về phòng làm việc, thấy sếp đang ngồi coi một đoạn video. Người đàn ông này đang ngấu nghiến một miếng thịt sống lớn, mồm đầy máu nhưng mặt lại rất tận hưởng. Chủ quán thịt đứng cạnh còn thương những miếng thịt của mình. Nhưng ông chú này là ông chú hồi sáng làm hỏng điện thoại anh mà nhỉ. Anh có chút lưỡng lự, tốc độ di chuyển của ông chú còn rất khác người. Người sếp vô cùng vui vẻ nói, chỉ cần quay cái này kiểu gì cũng nổi dần dần. Ông nhất định phải tìm được chủ video. Trong khi bọn họ phải nghĩ làm sao tìm được ông chú để quay video, chủ nhà lại vội vàng chạy đến gõ cửa tìm bọn họ. Ông chủ hồi đó tự mãn nhìn người bằng mũi, giờ thì không khùng điên điên không ra cái gì, miệng còn gào thét rằng bên ngoài có quái vật. Đúng là chuyện cười thế kỷ mà. Sếp anh cười đùa bảo, thế thì báo cảnh sát đi. Nào ngờ ông chủ không dám báo cảnh sát vì sợ cho thuê mất giá. Cái lý do vớ vẩn gì không biết, chủ nhà còn ngập ngừng không nói rõ là quái vật thế nào. Trong lúc bọn họ đều cạn lời, chủ nhà bất ngờ chỉ vào video ăn thịt sống phát lại liên tục, hắn ta chính là quái vật. Sau đó chủ nhà còn đồng ý, chỉ cần bọn họ bắt được quái vật thì sẽ miễn phí toàn bộ tiền thuê trước đó. Sếp anh nghe vậy vui lắm, có thể quay zombie tăng fans, còn được miễn phí tiền thuê. Bất chấp đồng ý trước sự phản đối của đồng nghiệp, nhóm bọn họ cầm dụng cụ quay chụp bước ra ngoài. Vừa mở cửa hành lang, không ngờ lại nhìn thấy zombie tụm 5 tụm 7 cắn xe nhau, khiến con người ta giận tóc gáy. Ông sếp phấn kích đến đỏ cả mắt, tựa như đang nhìn thấy hàng tỷ lượt xem đang chờ mình, lập tức yêu cầu bọn họ quay video lại. Đúng lúc này, sự cố xảy ra, một zombie xông về phía bọn họ. Tae-su phản ứng nhanh đóng cửa lại luôn, nhưng một nửa thân của zombie đã chui vào trong, còn giữ chặt tay của thiên thần. Bọn họ sợ hú hồn hú vía, điều nguy hiểm hơn còn nằm ở phía sau, càng ngày càng nhiều zombie giật theo bọn họ. Tae-su tung một cước đá bay zombie, sau đó đóng cửa lại. Một nhóm người như thể chạy lên tầng. Trong lúc thiên thần và chủ nhà cãi nhau có nên báo cảnh sát hay không, Tae-su phát hiện ra mối nguy hiểm khác. Chùm zombie đang điên cuồng chạy về phía bọn họ, hét một tiếng lớn khiến chủ nhà sợ xanh mặt. Sau đó chùm zombie nhanh chóng lao về phía bọn họ. Nhìn thiên thần phía sau, quán quân Tây Côn Đồ quyết định liều mạng một phen, nhưng vì chùm zombie quá dũng mãnh, Tae-su bị đánh bại, khiến chùm zombie lao sang phía sếp. Sếp túm lấy nhân viên làm bia đỡ đạn. Sự hy sinh của đồng nghiệp đổi lấy cơ hội thoát thân cho bọn họ. Bọn họ nhanh chóng chạy về phòng làm việc, nhìn sếp điên cuồng quay video zombie. Tae-su càng tức giận hơn, trách sếp là đồ vô cảm. Không ngờ thiên thần chuẩn bị nhấc máy báo cảnh sát thì bị chủ nhà hất bay điện thoại. Đúng lúc này, nguy hiểm xuất hiện, vì bị thương mà bảo vệ ở lại văn phòng Tae-su trở thành zombie, bắt đầu điên cuồng tấn công bọn họ. Chủ nhà bị giết đầu tiên, Tae-su nhanh chóng chắn bảo vệ thiên thần. Sau đó, sếp và nàng trốn ra bên ngoài, nhưng chùm zombie nào có ăn chay đâu, bị tấn công từ hai phía, không có chỗ thoát thân. Ông sếp còn tính lôi nàng ra đỡ đạn. Trong lúc nguy hiểm, Tae-su gấp rút xử lý bảo vệ và lôi nàng chạy đi. Bọn họ thành công trốn vào trong nhà kho, do vận động quá nhiều đã khiến nàng ngất đi. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, bọn họ xác định rõ nhiệm vụ. Việc gấp bây giờ là cần phải tìm được một phòng làm việc an toàn. Đầu tiên là đảm bảo an toàn cho bản thân, sau đó mới báo công an cứu. Nhưng giờ bên ngoài toàn zombie, bọn họ ra ngoài bằng cách nào? Cơ hội sống vô tình xuất hiện. Tae-su và nàng phát hiện ra nhiều máy thu âm trong kho. Bỗng dưng Tae-su nảy ra một ý tưởng, anh sẽ dùng dây thả máy thu âm xuống tầng 1, sau đó ra tay tấn công vài tên zombie. Zombie vô tình bị tiếng nhạc thu hút xuống tầng dưới. Tae-su vừa chạy vừa nghĩ, may là máy thu âm, chứ là người thì bị xé tan xác rồi. Bỗng dưng một con zombie xuất hiện trước mặt Tae-su, vì chưa kịp phanh lại mà anh xông thẳng tới. Đây là đồng nghiệp xui xẻo của anh đây mà. Đồng thời, nàng cũng bị ông sếp biến thành zombie quấy rầy. Nàng dùng chiêu tay côn đô mà Tae-su vừa mới chỉ xử lý xong ông sếp,
Còn anh thì vì zombie này là người bạn thân thiết mà không nỡ ra tay đẩy cậu ta ra, chỉ cố gắng thức tỉnh, nhưng đồng nghiệp đã hoàn toàn dại khờ rồi, mém nữa là anh bị đớp. May sao nàng cho hắn một cước, đánh ngất zombie và cứu lấy anh. Nguy hiểm chưa qua, Tetsu cũng không quên kế hoạch của mình, chạy thẳng vào phòng làm việc. Điện thoại của nàng đã bị chủ nhà đập vỡ, nên nàng nhặt điện thoại của đồng nghiệp lên, nhưng người hiện đại ai chả đặt mật mã, điện thoại bàn thì không có tín hiệu, làm sao bây giờ? Trong lúc bọn họ nghĩ mãi không ra, ngoảnh đầu lại, chùm zombie há to miệng hướng về phía bọn họ. Lần này, Tetsu chủ động chiến đấu với zombie, hàng loạt cú đá chí mạng tiễn hắn về với Diêm Vương. Bọn họ rời khỏi phòng làm việc, suốt quãng đường bọn họ gặp đâu giết đó. Thấy trước mắt là đường cụt, Tetsu dẫn nàng xuống dưới tầng. Bọn họ chạy về phía trước, zombie nhe nanh múa vuốt rượt phía sau. Bọn họ lại tiếp tục bị ép từ hai phía, đúng là có cánh cũng không bay nổi. Vì thế, Tetsu nhốt nàng vào cốp sau xe hơi. Kế tiếp đó là anh đứng ra bảo vệ nàng. Anh cầm gậy bóng chày chuyên tâm đối phó với zombie, càng giết lại càng ham. Nhưng không biết cửa xe nàng chưa đóng chặt, zombie như chó ngửi mùi mà mò đến. Không lâu sau, xe của nàng bị vây kín mít. Cảm nhận được sự bất lực của nàng, Tetsu xoay người nhảy lên nóc xe, đá vài cú bay hết zombie. Nhưng zombie ngày một nhiều hơn, Tetsu tức giận đâm xuống sàn để thu hút zombie đến. Trong lúc vô tình, zombie đẩy ngã anh, sau đó là một mớ zombie lao tới. Anh cứ nghĩ mình sẽ hy sinh tại đây, khói che phủ bọn họ, zombie phân tán giống như mất đi phương hướng. Thì nàng đã dùng bình cứu hỏa khiến zombie mất đi thị giác và vị giác, mới cứu được Tetsu. Nhưng khói không đọng lại được bao lâu, nàng nhân cơ hội kéo anh chạy xuống hầm xe, tưởng rằng thấy được cơ hội sống. Ngay sau đó, chùm zombie lại xuất hiện như yêu ma quỷ quái. Tetsu và nàng phối hợp cùng nhau, người tung cước người vung gậy, nhưng sức mạnh của chùm zombie quá lớn, chỉ một lát bọn họ đã bị đánh ngã ra đất. Nhưng quán quân Taekwondo như Tetsu sao chịu thua được. Anh dũng cảm đánh zombie vài nhát, nhưng sau đó hắn liền ép anh lên xe hơi, anh cùng hắn đánh nhau. Đúng lúc này, nàng bất ngờ xông tới đánh cho hắn một nhát. Tetsu thừa thắng xông lên đấm zombie, lần này thật sự phải tiễn hắn về trời. Nhưng đâu có đã ngưng hoàn toàn, chủ nhà không biết chui từ đâu ra tấn công bọn họ. Tetsu quay lại bảo vệ nàng, bản thân bị ngoạm một miếng. Tetsu biết mình có thể sắp trở thành zombie, nên đã nhanh chóng bảo nàng mau rời khỏi đây. Trong lúc sinh ly tử biệt, nàng chủ động ôm lấy anh. Trong lòng anh càng nuối tiếc, có thể đây là lần cuối được gặp nàng, nhưng anh vẫn cố gồng mình để tiễn nàng. Ngay sau đó, sự xuất hiện của thứ gì đó khiến bọn họ cạn lời. Một chiếc răng giả treo trên quần anh, chắc chắn là của chủ nhà. Giờ mới nhận ra chủ nhà không hề cắn được anh, lẽ nào là ông trời muốn tác hợp cho anh và nàng? Có vẻ là vậy thật. Khoảnh khắc cửa tầng hầm mở ra, cuối cùng anh cũng được tự do hít thở không khí, cảm giác hạnh phúc nửa đời về sau ôm lấy anh, cái kết viên mãn. Sự bùng phát của virus zombie mở ra hành trình thoát nạn vô cùng gay cấn. Có thể thấy răng giả cuối phim cũng là điểm gây cười không ngờ tới. Có thể đây cũng chính là lý do bộ phim zombie này bị coi là xàm xí nhỉ. Ngoài ra, bộ phim còn nói về quấy rối chốn công sở và những tên tài phiệt vì lợi cá nhân mà coi thường tính mạng của người khác, khiến người ta phải thốt lên rằng may mà còn sống. Câu chuyện tới đây là kết thúc. Video chỉ nhằm giúp bạn lựa chọn, không có video review nào đỉnh hơn phim gốc. Hãy bình luận cho tôi biết bạn muốn xem gì nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.